Hội chợ triển lãm quốc tế lần thứ 8 về công nghệ năng lượng và môi trường ENTEC Hà Nội vừa được tổ chức dưới sự chỉ đạo của Bộ Công Thương và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Hội chợ triển lãm thu hút với gần 200 gian hàng trưng bày của hơn 150 tổ chức doanh nghiệp trong và ngoài nước, gồm các công nghệ sản phẩm tiết kiệm năng lượng và môi trường đến từ Việt Nam, Thụy Điển, Đài Loan, Nhật Bản, Séc và Anh, v.v. Đặc biệt, cơ quan xúc tiến thương mại và đầu tư Hàn Quốc tại Hà Nội, COTRA Hà Nội, đã tổ chức đoàn 58 doanh nghiệp Hàn Quốc tham dự triển lãm trưng bày và giới thiệu tới thị trường Việt Nam, bao gồm máy móc, thiết bị, vật tư, ngành năng lượng và môi trường tiên tiến nhất trên thế giới. Sau 8 lần được tổ chức, ENTEC Hà Nội góp phần thúc đẩy các hoạt động xúc tiến thương mại đầu tư, tạo sự chuyển biến từ nhận thức sang hành động để thực hiện tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, chấp hành luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế xã hội theo hướng tăng trưởng xanh, bền vững.